Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Chúng mình ơi, vừa rồi thì hơi bị lỗi wifi một chút xíu, tự nhiên nó dừng luôn cái phần phát trực tiếp à? Và bây giờ thì chị đã kết nối được trở lại và quay trở lại cùng với các em trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi đây. Không biết là bây giờ các bạn có đang nghe rõ chị Hiên nói không ạ? Nếu mà các bạn có đang nghe rõ chị Hiên nói thì phản hồi cho chị Hiên biết bằng cách thả thật là nhiều tim để chị biết được rằng là cái hệ thống đường truyền đã ổn định trở lại nhá. Hello Minh Thùy, xin chào em. Và đừng quên việc là gửi lời chào tới chị và mọi người trong buổi phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay nhé. Được không ạ? À, đừng quên tag thêm những người bạn của mình tham gia vào trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị nhá. Chúng mình ơi, giống như chị vừa có phổ biến cùng với các em thì chúng mình sẽ có những cái buổi sắp tới đây sẽ là những cái buổi cùng với nhau đi tìm hiểu về cái cách viết nghị luận văn học thông qua những cái phần bài viết mà chị đã chuẩn bị ở đây. Nên nếu như các bạn đang quan tâm tới bất cứ một cái tác phẩm nào đó, các bạn đang quan tâm tới bất cứ một cái nhân vật nào đó, một cái đoạn thơ nào đó, thì các em có thể để lại những cái phần yêu cầu của mình ở đây để chị Hiên có thể cân nhắc và phát sớm nhất có thể cùng với chúng mình nha. Hello Huyền Trang, xin chào Hà Quỳnh, xin chào Thúy, xin chào các bạn. Vẫn là những gương mặt thân thương thường gặp ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên, đúng không nào? À, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu buổi ngày hôm nay nhá. Giúp chị Hiên tag thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này. Và cũng đừng quên là phải chia sẻ ngay về trang cá nhân của mình nhá. Bởi vì có nhiều trường hợp ấy là những cái phần video clip, những cái phần phát trực tiếp như thế này bị ẩn đi. Nên thành ra là nhiều khi là chúng mình bị mất cái cơ hội xem lại. Các bạn hãy chú ý là một cái thao tác nhỏ thôi, nhưng sau này đến cái thời điểm mà chúng mình cần dùng, cần ôn lại thì chúng mình sẽ không phải mất nhiều thời gian để tìm lại cái phần video clip đó đâu. Ok chưa ạ? À chúng mình ơi, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng đến với cái phần bài viết ngày hôm nay chị chuẩn bị cho các bạn chưa? Như chị đã nói, đối với các bạn học sinh lớp 12 á, thì đây sẽ là một cái thi phẩm mà sắp tới các bạn chắc chắn là sẽ học nhá. Đây là một thi phẩm mà chắc chắn sắp tới các bạn sẽ học. Thế nên là nếu như mà chúng mình biết được những cái nội dung về thi phẩm này, đây cũng sẽ là một trong những cái tiền đề tốt, đúng không ạ? Nếu như mà chúng mình có thể cảm nhận được những cái tình cảm được chia sẻ ở cái thi phẩm này, hay là hiểu rõ hơn về người nghệ sĩ này, thì chị tin chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một cái cơ hội để các bạn có thể cảm thấy là ồ, thì ra là một cái văn bản, một cái tác phẩm không hề khó giống như chúng mình nghĩ. Và điều quan trọng là chúng ta đã thực sự mở trái tim mình để đón nhận cái tác phẩm đó hay chưa thôi. À được không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu đi tìm hiểu về cái phần chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu đi tìm hiểu về cái phần bài viết mà ngày hôm nay chị đã chuẩn bị cho các bạn nhá. Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chị biết là hôm nay là thứ hai, sẽ có rất là nhiều bạn thì phải đi học ở trên trường và có thể tầm này thì các bạn chưa về đâu. Nhưng mà không sao hết. Các bạn có thể chủ động xem lại cái phần video clip này. Và hãy nhớ nhá, hãy nhớ lời chị dặn nhá, là nếu như trong cái quá trình ấy mà chúng mình tìm hiểu về các cái tác phẩm, hay là chúng mình muốn là gì ạ, chúng mình muốn là có thể viết được nghị luận văn học hay hơn, mà các bạn cảm thấy là khó khăn và muốn chị hỗ trợ bất cứ điều gì, thì đừng quên để lại những comment tại đây giúp cho chị nhá. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ chị em mình cùng với nhau bắt đầu đến với cái phần bài viết mà chị đã chuẩn bị cho các em trong buổi trưa ngày hôm nay nhá. Cùng với đó là một thi phẩm rất là hay. Các bạn ạ, cùng với đó là một cái thi phẩm rất là hay. Các em nhìn vào đây các bạn đã biết là thi phẩm gì rồi đúng không? Các bạn thân mến, nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết trong những phần thơ của mình rằng: nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ em của tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông,
cho hạnh phúc của mình. Các bạn ơi, chỉ có mấy thước vuông đó thôi, nhưng lại là một cái khoảng trời bình yên để nhen lên biết bao nhiêu tình yêu trong hai người nghệ sĩ vô cùng tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Đó chính là nữ sĩ Xuân Quỳnh và nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Đó là một cái khoảng không gian mà nói như Quang Vũ thì anh ngừng lên là ở cạnh em rồi. Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của những gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Và thi phẩm ngày hôm nay chị muốn giới thiệu cùng với các bạn, mặc dù không phải là một cái thi phẩm được nhen lên trong một cái khoảng không gian chỉ có vỏn vẹn vài thước vuông ấy, nhưng cũng là tiếng lòng của một người nghệ sĩ, cũng là tiếng lòng của Xuân Quỳnh trong những năm tháng Xuân Quỳnh đang phải trải qua những cái khó khăn trong cái cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Và đó là thi phẩm Sóng. Đề bài ngày hôm nay chúng mình cùng đi tìm hiểu, đó là phân tích khổ thơ thứ 5, khổ thơ thứ 6, khổ thơ thứ 7, khổ thơ thứ 8 và khổ thơ thứ 9 trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chúng mình có thêm một cái yêu cầu nâng cao ở đây, đó là nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu, được không ạ? Vậy là chúng ta sẽ cùng với nhau xác định nhé. Đây là dạng đề phân tích. Và chúng mình có hai cái yêu cầu được đưa ra ở trong cái đề bài này. Yêu cầu thứ nhất, đó là phân tích 1, 2, 3, 4, 5. Một cái đoạn thơ gồm có 5 khổ thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chúng mình có được một cái yêu cầu nâng cao. Đây là yêu cầu chính nhá các bạn nhá. Hãy chú ý này, đây là yêu cầu chính, được không ạ? Và chúng mình có một cái yêu cầu nâng cao ở đây, đó là yêu cầu, đây ạ, yêu cầu nâng cao, nhận xét vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Đó, chú ý giúp chị nhá. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng triển thôi nhở. Các bạn ơi, các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Đó là trong bài nghị luận văn học thì sẽ được chia ra thành 3 phần chính: mở bài, thân bài và kết bài. Nhiệm vụ trong phần mở bài của chúng mình là chúng mình phải nêu được vấn đề nghị luận. Thì vấn đề nghị luận giống như chị vừa có phân tích ở đề phía trên cho chúng mình, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có hai yêu cầu mà các bạn cần phải đề cập được ở trong phần mở bài này. Một cái yêu cầu chính đó là 5 khổ thơ, khổ 5, khổ 6, khổ 7, khổ 8 và khổ 9. Cộng với đó là chúng ta có thêm một cái yêu cầu nâng cao. Đây ạ, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau viết nhá. Nhá, chúng mình sẽ cùng với nhau viết nhá. Đây ạ, đây là một cái phần gợi ý mở bài dành cho các bạn. Các em ơi, đến cuối tuần này thì chị sẽ chính thức khai giảng khóa học cốt văn. Không biết là các bạn đã biết tới khóa học này chưa, nhưng đây sẽ là một cái khóa học giúp cho các bạn có thể cải thiện được việc viết nghị luận văn học. Nếu như những bạn đang xem phần phát trực tiếp này, hoặc những bạn đang xem lại cái phần video clip này, tự đặt ra một cái câu hỏi cho bản thân mình rằng mình có đang bối rối khi gặp những cái đề bài nghị luận văn học kiểu như thế này không? Và nếu như các bạn tìm được một câu trả lời là em vẫn còn đang cảm thấy rất bối rối, thì hãy cho mình một cái cơ hội, cũng như hãy cho chị Hiên một cái cơ hội để được gặp gỡ chúng mình ở trong khóa học cốt văn nhé. Đây là một cái khóa học ngắn hạn có mức học phí cực kỳ ưu đãi và có được tặng kèm một cái cuốn tài liệu khi mà chúng mình tham gia vào khóa học cốt văn đấy ạ. Hiện tại thì ở đây chị lại đang không có cái cuốn tài liệu đó cơ. À nhá, nếu như bạn nào mà muốn đăng ký khóa học cốt văn này, hiện tại đang có voucher giảm giá 100.000 tiền học phí đấy ạ. Thì các em có thể nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên ngay và luôn nhé, được không nào?
đừng bỏ lỡ cơ hội để có thể cải thiện được việc viết nghị luận văn học của mình nha. Còn bây giờ thì quay trở lại ở đây cùng với chúng mình với một cái phần bài viết mà chị đã chuẩn bị cho các bạn. Đây ạ, chúng ta có trước tiên là phần mở bài. Phần mở bài này chị đã mượn những cái câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để bắt đầu dẫn vào như sau ạ. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. À, dẫn vào nhá. Đi từ đề tài tình yêu. Đó. Tình yêu chính là khúc ca, chính là khúc ca vang đẹp đẽ nhất của trái tim, của tâm hồn. Nếu như ta đã bắt gặp ở hồn thơ Xuân Diệu là những khúc ca tình yêu cháy bỏng và mãnh liệt, tức là gì ạ? Thì giữa những trông tranh của cuộc đời, trái tim ta lại vô tình xô vào những tiếng thơ tình yêu giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, ấm áp vô cùng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. À, các bạn ơi, ở đây nếu như các bạn tinh tế thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là cái cách chị triển khai ý tưởng cho phần mở bài ở đây là chị đi từ một cái gì ạ? Đi từ một cái đoạn thơ của nhà thơ Xuân Diệu, dẫn vào đề tài tình yêu và thực hiện một cái thao tác so sánh văn học. Hay nói cách khác, các bạn vẫn thường nói đó là liên hệ mở rộng ý. Thì ở đây là chị cũng đang làm cái thao tác so sánh văn học ấy. Chị đã so sánh về tình yêu trong thơ của Xuân Diệu, lấy đó làm một cái đòn bẩy để nói về thơ tình yêu trong thơ của Xuân Quỳnh, và bắt đầu dẫn vào đây ạ, cái đích mà tôi hướng đến đây. Đó, đích mà tôi hướng đến đây, đó là phải dẫn được vào nữ sĩ Xuân Quỳnh đây. Thì tôi đã đến được cái đích mà tôi mong muốn rồi. Thế thì bây giờ rất là dễ dàng. Các em chú ý nhé, khi chúng mình viết mở bài nhé, nếu như các bạn đã dẫn được đến tên của nhà thơ đó rồi, thì cái việc mà các bạn dẫn vào tác phẩm nó đơn giản lắm, được không ạ? À? Đây, bắt đầu. Đây ạ, Sóng là một trong số những thi phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh, khoác lên cho mình câu chuyện tình yêu muôn thuở, về nỗi nhớ, về sự thủy chung, về những trăn trở khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu. Và lẽ ấy cho chúng ta thấu hiểu hơn vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Các bạn ơi, yêu cầu phụ nhá. Điều này được thể hiện rất rõ qua đoạn thơ yêu cầu chính. Yêu cầu chính và yêu cầu phụ. Vậy là chúng ta đã có thể ngay lập tức làm gì nhở? Đã có thể ngay lập tức hoàn thành được cái sứ mệnh được giao phó trong phần mở bài. Đó là nêu ra cả yêu cầu chính và nêu ra cả cái yêu cầu nâng cao trong cái đề bài phân tích này. Ok không ạ? Nhất trí không? Được không? Được không các em? Cùng đọc lại, cùng xem lại cái cách triển khai mở bài thêm một lần nữa nhé. Chúng mình có này. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Dẫn vào đề tài. Tình yêu chính là khúc ca vang đẹp đẽ nhất của trái tim, của tâm hồn. Nếu như ta bắt gặp ở hồn thơ Xuân Diệu là những khúc ca tình yêu cháy bỏng mãnh liệt, thì giữa những trông tranh của cuộc đời, trái tim ta lại vô tình xô vào tiếng thơ yêu giản dị, gần gũi nhưng ấm áp vô cùng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Sóng là một trong số những tác phẩm tiêu biểu của chị, khoác lên một câu chuyện tình yêu muôn thuở, về nỗi nhớ, sự thủy chung, những trăn trở và khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu. Và lẽ ấy cho chúng ta thấu hiểu hơn vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Điều này được thể hiện rất rõ qua đoạn thơ. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ cho đến, đúng không ạ? Chúng ta có ở đây đó chính là gì? Để ngàn năm còn vỗ. Đó nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hoàn thành xong phần mở bài và chuyển sang luận điểm số 1. Chị nhắc lại nha. Nếu như các bạn có cái mong muốn là thiết lập những cái bài nghị luận văn học hay, đúng, ấn tượng,
thì nhớ là ngày hôm nay phải tìm hiểu ngay về khóa cốt văn đi. Đây là một khóa học ngắn hạn và hiện tại đang có voucher giảm 100.000 đồng học phí cho khóa học này đấy. Đây là một cái khóa học mang tính chất là để trải nghiệm thôi. Rất học phí rất là rẻ, mang tính chất trải nghiệm thôi. Để các bạn biết được là ồ thì ra những cái mà chúng ta nghĩ rằng trải nghiệm lại đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái điều thú vị mà có thể trước đó chúng ta chưa biết đến. Và điều quan trọng hơn là giúp cho các bạn nâng cấp được cái bài văn nghị luận văn học của các em, từ đó đạt được một cái số điểm tốt hơn. Và chị tin chắc các em ngồi ở đây với những bạn mà đã dành thời gian buổi trưa ít ỏi của mình để xem cái phần phát trực tiếp này thì chắc chắn là đều có một cái mong muốn là cải thiện số điểm văn. Chị tin đó là lý do trước tiên, thẳng thắn mà nói là như vậy. Chưa nói đến cái việc là chúng mình phải yêu cái môn học này nhiều nhiều thật là nhiều. Chị tin rằng cái lý do đầu tiên mà các bạn ngồi ở đây là vì thực tế nhất là các bạn đang muốn cải thiện cái số điểm văn của mình, đúng không ạ? Và những ai đồng ý với cái quan điểm đấy có thể thả tim để chị biết được không? Nó là một cái thực tế đấy ạ. Nó là một cái thực tế. À, được không ạ? Các bạn ơi, nó là một cái thực tế đấy nhá. Và chị cũng mong rằng những bạn nào ngày hôm nay xem được cái phần phát trực tiếp này và thả tim thật nhiều cho chị thì cũng sẽ có thể đến gần yêu cái môn học này nhiều hơn này. Và sau đó thì sao ạ? Sau đó thì có thể đạt được số điểm tốt hơn nhá. Nhất trí không? Rồi, đấy là phần mở bài. Thân bài nhá. Luận điểm 1. Rất xin lỗi là ở đây chị chưa có căn vào. Chỗ phần này là các em phải viết lùi vào nhá. Lùi vào đầu dòng nhá, để phân biệt giữa các phần đấy. Ở đây chị chưa có chỉnh sửa, thế nên là chị chưa có đẩy vào. Các bạn chú ý cái phần này giúp chị nhá. Bắt đầu luận điểm 1 tác giả tác phẩm. U là trời, nhắc đến Xuân Quỳnh hay nhắc đến bất cứ một người nghệ sĩ nào khác, khi mà các bạn đã học cùng với chị Hiên về cái phần kiến thức nền các tác phẩm thì các em sẽ thấy nó thực sự là một cái kho tàng cực kỳ rộng mở để chúng ta hiểu về người nghệ sĩ và chúng ta có cực kỳ nhiều những thông tin về người nghệ sĩ này, đúng không ạ? Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Đó là Xuân Quỳnh đấy ạ. Hay là gì ạ? À, chả dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy, anh là người coi thường của cải nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Đúng không? Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Hay là những cái điều gần gũi hơn mà chúng mình đang có, đó là trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Hay là gì nhở, trời sinh ra trước nhất chỉ toàn là trẻ con trên trái đất trụi trần không bóng cây ngọn cỏ. Các em ơi, có quá nhiều những trang thơ của Xuân Quỳnh chúng mình đã đi qua và chúng ta cảm nhận được những cái đề tài chính trong những tiếng thơ của Xuân Quỳnh, đó là đề tài viết về tình yêu và đề tài viết cho thiếu nhi. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Ở đây nói về chặng đường của Xuân Quỳnh, đó là hình ảnh của một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Xuân Quỳnh đã sống, đã cầm bút viết, đã yêu thương tất cả những người xung quanh mình bằng một trái tim chân thành nhất. Và để rồi nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy, tiếng thơ ấy, tất cả dường như vẫn còn luôn ở đây, mãi xanh, giống như chính vẻ đẹp của Xuân Quỳnh, không chỉ là gì ạ, không chỉ là trong thơ nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù tuổi thơ thì không được hạnh phúc, không có được một cái tình cảm trọn vẹn gia đình, nhưng khoảng thời gian sống bên bà và với con người của Xuân Quỳnh ngay từ khi còn nhỏ đã luôn luôn nhận những cái phần thiệt thòi về mình, thì Xuân Quỳnh đã luôn luôn nghĩ cho người khác, không ngừng học hỏi, bén duyên với nghiệp múa, nhưng nhận ra ánh đèn sân khấu không phải là cái điểm dừng chân cuối cùng. Xuân Quỳnh đã từ bỏ cái công việc múa, nghiệp diễn múa của mình để quay trở về làm báo và viết thơ.
trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên cũng không được trọn vẹn, có một người con riêng, sau này đến với Lưu Quang Vũ ban đầu gặp nhiều những trở ngại. Thế nhưng vượt qua tất cả những điều đó, Xuân Quỳnh đã tìm được đến với bến bờ đích thực trong cuộc đời của mình. Và cũng chính nhờ vào đó mà hồn thơ của Xuân Quỳnh sau này nảy nở. Xuân Quỳnh viết được rất nhiều bài thơ hay. Và tất cả những tiếng thơ của Xuân Quỳnh dẫu rằng đôi khi phá đi cả những cái quy luật của nghề thơ, nhưng mà nó vẫn luôn luôn ở trong trọn vẹn trái tim của bạn đọc. Bởi vì nó là tất cả những gì chân thành nhất, là những cái tiếng nói giản dị nhất, là tất cả những gì gần gũi nhất. Những bài thơ viết cho anh, cho con anh, cho con em, cho con của chúng ta, cho mẹ chồng. Rất nhiều những bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở thành dường như là những cái câu thơ quen thuộc mà chúng ta cứ đọc đi đọc lại mỗi ngày. À đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì nhở? À chúng ta thấy rằng là có thể là các bạn sẽ biết tới những cái vần thơ rất quen thuộc mà các bạn đã từng nghe, đó là: chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, trong những cái lời bài hát ạ. Nhưng đó là tiếng thơ của Xuân Quỳnh đấy ạ. Thế thì các em ơi, khi mà các bạn đã biết được kiến thức nền rồi thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động làm gì ạ? Các bạn hoàn toàn có thể chủ động đưa những cái lựa chọn, những cái thông tin hay đó, đưa những cái thông tin hay đó vào trong phần bài viết của mình. Ví dụ nhá, ở đây nhá, đây chị có đây ạ, ở đây ví dụ chị có này, một cái đoạn chị lựa chọn những thông tin về Xuân Quỳnh để đưa vào trong phần bài viết của mình như sau. Xuân Quỳnh là một trong những người viết thơ tình có sức hấp dẫn nhất trong gì ạ, trong thơ, trong văn đàn Việt Nam thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Chỗ đứng của chị, đúng không ạ? Chỗ đứng của chị. Tiếp tục, chị chinh phục trái tim bạn đọc bằng một tiếng nói dung dị, chân thành, giàu trực cảm, vừa lắng sâu, vừa giàu trải nghiệm. Tình yêu trong ngòi bút của Xuân Quỳnh in đậm dấu ấn cái tôi của người phụ nữ nồng nàn, táo bạo mà vô cùng tha thiết, chân thành. À các bạn ơi, các bạn có thể thấy này. Và sau đó một cái phần liên hệ mở rộng luôn. Tôi nói mà bạn lại không tin rằng là ngòi bút của Xuân Quỳnh in đậm cái tôi của một người phụ nữ nồng nàn nhưng táo bạo, được không ạ? Và cũng vô cùng tha thiết chân thành. Tôi nói mà bạn vẫn chưa tin tôi. Tôi xin phép được trích ngay một ý thơ của Xuân Quỳnh để khẳng định cho điều này. Và ý thơ đó là: không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng. À các bạn ơi, các bạn có thấy không ạ? Đó chính là cái sự táo bạo của Xuân Quỳnh đấy ạ. Và nếu như có thể các bạn không ở đây cùng với chị ngày hôm nay thì các bạn sẽ rất là khó để có thể biết tới những cái vần thơ này. Và các bạn cũng sẽ rất là khó để biết rằng là à, thì ra cái sự táo bạo của Xuân Quỳnh không phải là cái chuyện chúng mình nói suông, mà ở đây chúng ta có những cái dẫn chứng rất là cụ thể cho cái sự táo bạo và chân thành ấy. Thẳng thắn đưa ra gì ạ? Thể hiện cái tình cảm của mình luôn. Không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng. Đó. Và dẫn vào phần tác phẩm nhá. Và Sóng là bài thơ tình hay nhất của Xuân Quỳnh, là một trong số những bài thơ tình hay nhất của Xuân Quỳnh, được viết vào năm 1967 trong một chuyến đi công tác tại vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình và được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào, được không ạ? Đó, thế thì các bạn ơi, chúng ta biết được cái sứ mệnh của luận điểm số 01, đó là quan trọng nhất phải nêu được về thông tin tác phẩm, thông tin tác giả. Thật ra thì cũng sẽ có nhiều bạn đưa cái phần thông tin này lên luận điểm số 1. Chị cho rằng là cũng không có gì sai hết các em ạ, không có gì sai hết. Các bạn hoàn toàn có thể triển khai theo cái hướng đó. Nhưng
chúng ta cũng hoàn toàn có thể triển khai thành một cái luận điểm ở trong phần thân bài giống như chị đang triển khai ở đây, để chúng ta có thể có được nhiều những cái ý tưởng hơn cho phần mở bài của các bạn, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc là nhất định tôi phải chỉ có thể nêu thông tin về tác giả và tác phẩm. Ok không ạ? Nhá. Rồi, đây là phần luận điểm số 1. Chính vì thế, đây, phân tích thêm này. Phân tích thêm một số ý về cái bối cảnh ra đời trong thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh này. Thì chúng mình sẽ có: đây là thời điểm cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, và tình yêu đôi lứa thuần túy chưa phải là đề tài phổ biến trong thơ ca. Nhất lại là tiếng nói của một cái tôi cá nhân đích thực, khao khát tìm kiếm bản thể và khẳng định cá tính. Chính vì thế, Sóng được ví như bông hoa lạ, ngay lập tức có được sức sống tự nhiên trong lòng bạn đọc. Và chính cái bài thơ này cũng giúp cho chúng ta nhìn thấy gì ạ? Sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Và bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh cũng được coi là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào đây ạ. Được không nào? Cũng được coi là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào các bạn nhá. Đó, thì đây là những cái thông tin đầu tiên các bạn sẽ chú ý. Luận điểm số 01. Sau khi viết luận điểm số 01 xong, chúng ta sẽ chuyển sang luận điểm 2. Và đây chính là cái luận điểm quan trọng nhất. Luận điểm 2 của chúng mình là luận điểm phân tích nhá. Và các em ơi, đối với phân tích thơ thì chị đã nói cùng với các bạn rồi, là cái yếu tố đầu tiên chúng mình cần phải lưu ý, đó là chúng ta sẽ phải chia bố cục. Thì ở đây chị xin phép được chia bố cục, đó là từng khổ thơ. Khổ thơ 5 này, khổ thơ 6 này, khổ thơ 7 này, khổ thơ 8 cộng khổ thơ 9. Đó, ok chưa ạ? Xin phép là sẽ được chia bố cục như vậy nhá. Xin phép là sẽ được chia cái bố cục như vậy: khổ thơ 5, khổ thơ 6, khổ thơ 7, khổ thơ 8 và khổ thơ 9. Thế sau khi mà các bạn đã chia được cái bố cục rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng mình lại hoàn toàn có thể chia nhỏ hơn bố cục nữa. Ví dụ như trong khổ thơ thứ 5 này, chúng mình có thể lựa chọn đó là gì ạ? Đó là lựa chọn 4-2. Đó, bố cục 4-2 để có thể tiến hành phân tích nhá. Thì ở đây, đối với khổ thơ thứ 5, chúng ta có thể phân tích như sau. Trước tiên, để bắt đầu vào việc phân tích, chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái câu dẫn ở đây cùng với chị. Và cái ý tưởng chị xây dựng cho cái câu dẫn này, đó là chúng mình sẽ đi từ nỗi nhớ, lại đi từ cái đề tài mà khổ thơ thứ 5 này đề cập đến. Các em ơi, ở trên lớp các bạn đã học bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa ạ? Nếu như các bạn đã học bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi thì các bạn sẽ thấy là mỗi đoạn thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì đều thể hiện một nội dung rất riêng. Đoạn 1 thể hiện gì nhở? Sự đối lập, đúng không? Thể hiện sự đối lập và gì nữa? Và cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Đoạn thứ 2 thể hiện gì nhở? Đoạn thứ 2 thể hiện khát vọng tình yêu. Đoạn thứ 3 và đoạn thứ 4 thể hiện cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu. Đoạn thứ 5 thể hiện, đây ạ, nỗi nhớ. Đoạn thứ 6 thể hiện khát vọng thủy chung. Đoạn thứ 7 thể hiện niềm tin vào tình yêu. Đoạn thứ 8 thể hiện lo âu trăn trở trong tình yêu. Và đoạn thứ 9 thể hiện khát vọng hóa thân. Thế thì khi mà các bạn đã gọi tên được nội dung của từng đoạn ra như vậy rồi, thì chị đảm bảo luôn là cái việc mà chúng mình ghi nhớ thông tin về từng đoạn thơ đó, về từng cái chi tiết ấn tượng độc đáo, thì các bạn sẽ có thể là ghi nhớ tốt hơn đấy.
Đó, thế nên là trước tiên là khi mà chúng mình học về kiến thức nền ấy thì các bạn cũng phải khoa học kiến thức nền ra nhá. Đừng có ghi nhớ theo kiểu là chúng mình ghi nhớ rất dài dòng bằng việc chúng mình học thuộc từng cái lời dẫn. Không, em ơi, nếu như mà chúng mình mà học như thế á thì sẽ rất là khó vào. Và nếu như các bạn học như thế thì cái việc mà để các bạn có thể trong cái phần bài viết của các em thể hiện hết được tất cả các cái ý dường như là khó. Tại vì sao mà chị lại nói rằng là khó? Các em nhớ theo kiểu như vậy thì nó sẽ không khoa học. Mà đã không khoa học khi mà chúng mình bắt đầu viết lại thì nó rất hay bị sót ý. Mà nếu như sót ý thì đương nhiên là sẽ không có điểm phần đó. Mà nếu như không có điểm phần đó thì chắc chắn là điểm thấp rồi. Thế nên là trước tiên là chúng mình phải gạch lại được các cái ý trước. Ví dụ đối với 5 câu thơ này thì các bạn sẽ thấy là những cái ý chính mà chúng mình cần phải nhận ra được ngay và luôn đó là gì nhỉ? Cái khổ thơ này là khổ thơ đặc biệt nhất trong bài vì nó bao gồm tận 6 câu thơ. Tất cả những cái khổ khác chỉ có 4 câu thơ thôi ạ. Thế thì mình mới bắt đầu mình tư duy là à, vì sao lại là 6 câu thơ? À thì ở đây mình mới nhận ra là đến cái thời điểm này thì Xuân Quỳnh đã mở rộng biên độ của đoạn thơ. Bởi vì có lẽ khi viết về nỗi nhớ, một cái dấu hiệu đầu tiên của tình yêu, Xuân Quỳnh nghĩ rằng chỉ dùng 4 câu thơ thôi là không đủ, nên đã cố ý mở rộng biên độ của đoạn thơ để diễn tả cho thỏa, cho đạt cái sự mênh mông, cái sự ngút ngàn của nỗi nhớ. Được không ạ? Đấy thì các bạn sẽ tư duy theo hướng như thế và mình sẽ gạch lại những cái ý như thế. Khi mà các bạn đã quen rồi thì thậm chí là các bạn sẽ không cần phải gì ạ, không cần phải ghi ra như thế này đâu. Mà các em có thể vào các bạn viết bài luôn. Được không ạ? Các em có thể viết được luôn đấy ạ. Nhưng các em ơi, nó lại còn là cái quá trình để các bạn học kiến thức nền và nắm được những cái kiến thức nền thật là chắc. Và chúng mình cũng sẽ cố gắng gọi là gì ạ? À, mở rộng cái vốn hiểu biết để mình có thêm nhiều ngữ liệu hơn để sử dụng trong phần bài viết nhá. Ok không? Chú ý nhá. Rồi, thế thì ở đây tiếp tục chúng mình sẽ có này, ý tiếp theo. Được không ạ? À? Chúng mình sẽ lại có ý tiếp theo này. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Hình ảnh trước tiên xuất hiện là con sóng. Con sóng xuất hiện trong một cái khoảng không gian đối lập dưới lòng sâu và trên mặt nước. Tức là đây đang muốn nói về cái khoảng không gian. Được không ạ? Tiếp tục nhân hóa sóng nhớ bờ. Được không ạ? Ngày đêm không, ngày đêm ở đây là chỉ thời gian. Đúng không ạ? Không ngủ được ở đây là chỉ trạng thái thao thức. Và thao thức vì nỗi nhớ bờ. À, thế thì các em ơi, ngay lập tức chỉ bằng một vài cái gạch của chị ở đây, các bạn đã nắm được luôn nội dung của 4 câu thơ này rồi đây này. À, chúng mình sẽ cùng triển khai nó thành cái lời văn nhá. Thì trong 4 câu thơ đầu tiên, cái hình tượng xuất hiện đó là hình tượng sóng, hình tượng con sóng. Hình tượng con sóng xuất hiện trong một cái trạng thái, đó là cái trạng thái nhớ nhung, nhớ bờ đến mức không ngủ được. Đó là một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian dưới lòng sâu và trên mặt nước. Đó là một cái nỗi nhớ choán luôn cả thời gian ngày và đêm. Và như chúng ta nếu như có tìm hiểu về bài thơ này, thì trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh luôn luôn có hai cái hình tượng song hành cùng với nhau, đó là hình tượng sóng và hình tượng em, đúng không ạ? Hình tượng sóng là một cái hình tượng ẩn dụ cho hình tượng em, để muốn nói đến ở đây con sóng nhớ bờ ấy chính là em nhớ anh đấy ạ. À đó các bạn ơi, dễ hiểu không? Nhiều bạn cứ bảo chị là chị ơi học thơ khó lắm chị ạ. Học thơ khó thế, mà đặc biệt lại còn là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nữa, sao mà em thấy khó thế à chị? Thế thì chị mới bảo là thực sự là các bạn đã dành thời gian để các bạn tìm hiểu chưa? Nhá. Thực sự các bạn đã dành thời gian để tìm hiểu chưa? Bởi vì là có thể là vì các bạn chưa thực sự tập trung vào cái việc tìm hiểu. Được không ạ? Thế nên là thành ra các bạn mới thấy nó khó thôi chứ đấy. Giống như chị phân tích xong các bạn thấy nó đơn giản mà.
Chỉ cần nắm được những cái ý rất khoa học như vậy và đến hai cái câu thơ này thì em đã không thể nào ngăn nổi lòng mình được nữa. Em đã không thể nào ngăn nổi lòng mình được nữa. Em đã không thể nào ẩn mình vào trong con sóng được nữa, mà em đã tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh và trực tiếp bày tỏ cái nỗi nhớ thương đó của mình bằng hai câu thơ: lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Thì ở trong hai câu thơ này, chúng mình thấy có một cái từ rất là hay đã được sử dụng, đó là lòng em. Không phải là em nhớ đến anh, mà là lòng em nhớ đến anh, là những gì sâu thẳm nhất ở trong trái tim của em. Và dường như bây giờ, bao nhiêu tâm can của em, bao nhiêu những cái nghĩ suy của em đang hướng về anh mất rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có được một cái cách nói lạ hóa ở đây: cả trong mơ còn thức. Tức là cái nỗi nhớ thương anh không chỉ xuất hiện ở trong cái suy nghĩ của em đâu, trong tâm trí của em đâu, trong ý thức của em đâu, mà ngay cả trong vô thức cũng xuất hiện hình bóng của anh. Chẳng khác nào cách mà nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng là: cho anh vào gì ạ, dò xét giấc mơ em, để xem là trong giấc mơ của em có anh hay không. Thì ở đây Xuân Quỳnh lại viết là: lòng em nhớ đến anh mà cả trong mơ còn thức. Đúng không ạ? Đến cả trong mơ em vẫn còn đang thấy thao thức nỗi nhớ thương anh cơ mà. Nhớ thương đến như thế cơ mà. Đó, thì các bạn ơi, có thể thấy đây là một cái nỗi nhớ rất là da diết, một cái nỗi nhớ quặn thắt, một cái nỗi nhớ bao trọn cả thời gian, cả không gian, xuất hiện cả trong ý thức, tiềm thức và cả trong vô thức nữa. Thì khi các bạn đã hiểu và các bạn có được một cái khối lượng kiến thức nền về cái đoạn thơ này như vậy rồi, thì các em sẽ thấy cực kỳ dễ viết. Chúng mình có thấy dễ hiểu với cái phần chị vừa giảng với khổ thơ thứ 5 trong bài thơ Sóng không ạ? Nếu mà thấy dễ hiểu thì thả tim, thả like, thả thương thương, để chị biết được rằng là các em đang cảm thấy thoải mái với những gì chị chia sẻ nhá. Bởi vì chị biết là cũng có rất nhiều bạn chưa học bài thơ này đâu. Chưa học bài thơ này mà ngày hôm nay nghe chị Hiên giảng phần này xong mà lại cảm thấy cảm thấy dễ hiểu, thì đây là một tín hiệu đáng mừng đây ạ. Tín hiệu đáng mừng, hãy xung phong thật nhiều ở trên lớp để chúng mình có được những cái điểm cộng nhá. Ok không? Và đừng quên, chị nhắc lại, ngày hôm nay vẫn đang có chương trình giảm giá học phí, được không ạ? Giảm học phí 100.000 dành cho các bạn đăng ký khóa học Cốt Văn, là một cái khóa học để thiết lập những bài văn như thế này đây. Đấy, để các bạn nâng cấp số điểm, nâng cấp cái việc viết nghị luận văn học đây. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thì nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để gặp chị nhá. Ok không? Chị đang đợi các bạn trong khóa Cốt Văn rồi đấy. Phải đến để gặp chị Hiên nha. Rồi, thì đây, với những cái chia sẻ như vậy, chúng mình có thể viết thành một cái đoạn văn phân tích khổ thơ này như sau. Như thế này ạ. Nỗi nhớ là tín hiệu đầu tiên báo gì ạ? Tình yêu đã về. Hoặc là nỗi nhớ là câu chuyện của tình yêu. Dù chúng ta có đang sống ở đâu, có là ai và ở thời đại nào đi chăng nữa, thì nếu như ai cũng mang cho mình những nỗi niềm nhớ thương thì ai cũng sẽ mang trong mình những nỗi niềm nhớ thương trong tình yêu mà thôi. Hoặc các bạn có thể dùng một cách diễn đạt khác, được không ạ? Nỗi nhớ chính là xuất phát điểm, là cội nguồn của tình yêu. Bởi một trái tim đang yêu là một trái tim mang trong mình nỗi nhớ. Một trái tim đã không còn nhớ nhung nữa thì đó cũng sẽ là sự báo hiệu cho dấu chấm của gì ạ? Của tình yêu đó. Bởi vậy mà khi viết về tình yêu, mỗi người nghệ sĩ đều đi khai thác về trạng thái đặc trưng ấy. Xuân Quỳnh cũng đã thể hiện qua những vần thơ hai chấm: con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Bắt đầu này, đây là cái thao tác so sánh văn học này. Thao tác này là thao tác gì?
dùng nó như thế nào. Thì chúng mình hẹn gặp nhau ở trong khóa cốt văn nhé. Đây, chị có một phần mẫu. Bao đời nay, sóng là một hiện tượng thiên nhiên xuất hiện khi gió tạo nên những dao động trong nước. Ấy là hiện tượng mang tính vĩnh hằng. Con sóng sẽ luôn tồn tại trên bề mặt hoặc dưới lòng sâu thẳm của đại dương bao la và có xu thế hướng vào bờ. Chính định lý muôn thuở ấy nên Xuân Diệu cũng đã từng có những vần thơ thật âu yếm khi nói về sóng và bờ. Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Xuân Quỳnh cũng đã mượn câu chuyện muôn đời ấy để bộc bạch trái tim yêu nồng nhiệt của em và những con sóng hăm hở trào dâng. Và trong cảm nhận của người phụ nữ muôn thuở, đó là những con sóng đang nhớ bờ cồn cào. Đó là những con sóng vì nhớ bờ mà thao thức ngày đêm ào ạt vỗ bờ như không cần biết đến thời gian. Được không ạ? Nỗi nhớ ấy đầy ắp cả không gian, dưới lòng sâu và trên mặt nước. Khoảng không gian ấy tưởng như căn phòng hạnh phúc khi nó dẫn đến một liên tưởng ngẫu hứng đầy ý tứ. Con sóng ngày đêm không ngủ được. Con sóng thao thức cùng nỗi nhớ ngày đêm, nỗi nhớ xa xiết cồn cào. Và với trái tim của người phụ nữ đang yêu thì bấy nhiêu là không đủ, không thỏa. Thế nên Xuân Quỳnh đã phá vỡ những quy luật độ dài khổ thơ trong bài, đúng không ạ? Từ 4 câu thành 6 câu, phải chăng với việc mở rộng biên độ của khổ thơ để diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ. À, được chưa ạ? Nếu như ở 4 câu thơ đầu Xuân Quỳnh mượn con sóng để diễn tả nỗi nhớ đã bao trùm mọi không gian và thời gian, thì đến 2 câu thơ tiếp theo, người gì ạ? Nhờ hình tượng em đã tự tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh và trực tiếp bộc lộ nỗi nhớ thương của mình. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Xuân Quỳnh dùng từ lòng em có nghĩa là đang dốc cả tâm can của mình để trao gửi nỗi nhớ thương ấy đến anh. Tình yêu đích thực trong cuộc đời, hương vị ngọt ngào của tình yêu lan tỏa trong một câu thơ cả trong mơ còn thức. Như chị đã nói ạ, đây là cái cách nói lạ hóa nhá. Đây là cái cách nói lạ hóa. Và chính cái điều đó đã thể hiện được rằng tình yêu không chỉ xuất hiện trong ý thức, trong tiềm thức, mà ngay cả trong vô thức cũng chứa đựng nỗi nhớ thương anh. Đó, sau đó thì chúng mình sẽ cùng đến với đây ạ. Đấy, một cái đoạn thơ liên hệ mở rộng những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu mong nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Có thể mở rộng liên hệ thêm, lời yêu mỏng mảnh như làn khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Hay em đâu dám mong là vĩnh viễn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Thì đó là cái cách nhá, đó là cái cách để chúng ta có thể phân tích một cái đoạn thơ. Vậy thì suy cho cùng là vẫn phải bám chắc nhất vào kiến thức nền và mình sử dụng linh hoạt kiến thức nền. Cộng thêm với đó là biết những cái cách để chúng ta có thể dẫn dắt đưa kiến thức nền vào. Phải không ạ? Đưa những cái phần so sánh văn học vào, đưa những cái phần liên quan tới lý luận văn học vào và xây dựng ý tưởng cho bài viết của các bạn nữa. Thế nên là chị rất hy vọng là chị có thể chia sẻ tất cả những điều này với các em ở trong khóa học cốt văn chúng mình nhá. Và chị nhắc lại là chúng ta đang có một cái ưu đãi giảm học phí dành cho các bạn trong ngày hôm nay. Vậy thì nếu như mà muốn được hưởng cái ưu đãi này thì các bạn có thể nhanh chóng nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để chị có thể gặp chúng mình trong khóa cốt văn và trao đổi nhiều hơn với các em về cách để có thể thiết lập những cái bài viết nghị luận văn học thật là hay nhá. Còn ngày hôm nay thì chắc là buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn các em rất nhiều vì các bạn đã dành thời gian buổi trưa nghỉ ngơi của các em cho chị. Và chị mong rằng là với những gì mà chị chia sẻ, các em cũng đã có thể hiểu được một phần kiến thức về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh này, biết thêm những thông tin về nữ sĩ này,
nữ nhà thơ này, cũng như là có thêm những cái mong muốn, có thêm những cái tò mò để chúng ta chủ động đi tìm hiểu về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh và yêu thêm những tiếng thơ giản dị, gần gũi, chân thành, tựa như hơi thở ấy các bạn nhé. Nếu như các em mong muốn chị chia sẻ thêm về bất cứ tác phẩm nào, hoặc nhà thơ nào, hoặc một người nghệ sĩ nào đó, thì hãy để lại comment tại đây hoặc nhắn tin cho chị Hiên nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. À đừng quên là chị cũng đang có một cái cuộc thi viết để tri ân thầy cô đấy. Các em có thể tham khảo cái cuộc thi đấy luôn, tham gia để dinh giải thưởng nhá. Ok không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một tuần học tập thật là hiệu quả nha. Bye bye.